trong chuyên mục giao lưu với Blog VIP tuần này, chúng ta hãy cùng đến gặp gỡ và trò chuyện với một ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004, đó chính là ca sĩ Tùng Dương. Xin chào các bạn khán giả, chúng ta đang ở chuyên mục giao lưu với Blog VIP của chương trình Chuyển động TV. Và các bạn thân mến, như các bạn đã thấy thì ngồi cạnh Linh Chi lúc này đây là ca sĩ Tùng Dương và chúng ta cùng gặp gỡ với anh nhé. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Blog TV. Các bạn thân mến, năm 2007 anh Tùng Dương được khán giả yêu mến và đặc biệt nhận được rất nhiều những nhận xét tốt từ giới chuyên môn qua album Những Ô Màu Khối Lập Phương. Tuy nhiên năm 2008 có vẻ anh xuất hiện ít hơn. Vậy phải chăng anh đang ấp ủ một dự định lớn hơn phải không ạ? Trong năm 2008 vừa qua thì Dương nhận được lời mời đi biểu diễn ở nước ngoài rất là nhiều. Cho nên là vì thế mà cũng gián đoạn những cái trong quá trình hoạt động của mình trong nước. Nhưng mà được đi phục vụ kiều bào ở nước ngoài thì cũng là một cái cũng nằm trong cái kế hoạch của Dương thôi. Và hiện tại đang ấp ủ cũng như là chuẩn bị để cho ra đời một cái hình ảnh mới cũng như là một cái sản phẩm mới trong năm tới. Các bạn thân mến, lúc này đây thì Linh Chi muốn hỏi Tùng Dương một câu. Trong gia đình của anh thì người nào là người anh cảm thấy yêu quý nhất và có ảnh hưởng tới anh nhiều nhất? Hơi khó đấy nhỉ. Dương nghĩ là bố mẹ là những người thân yêu động viên cho mình và chứng kiến những cái bước đi cũng như là những cái thành công, thành quả mà mình có được. Kể cả những khó khăn bố mẹ cũng là người chứng kiến. Thế thì bên cạnh rất là nhiều những người thân trong gia đình họ hàng đều luôn cổ vũ thì mình nhận được cái tình thương của gia đình và cái đó là rất là quan trọng để bạn tất cả đều là khi bạn có một cái tinh thần tốt thì bạn sẽ theo đuổi cái công việc của bạn một cách hiệu quả nhất. Để luôn luôn là nhận được những lời khuyên hữu ích từ bố hay là nhận những lời động viên từ mẹ. Thế cho nên là Dương nghĩ rằng là bố mẹ luôn luôn là những người mà quan trọng nhất đối với Dương. Em biết rằng là anh sẽ phải đi diễn rất là nhiều và thắc cho các bạn khán giả nghe trong dịp Giáng sinh. Thì không biết anh có kế hoạch gì với gia đình mình trong dịp Giáng sinh này không ạ? Gia đình Dương thì năm nay Giáng sinh chắc chắn là sẽ chia đôi ra vì là có chuyến lưu diễn tại châu Âu. Do vậy mà mẹ đi theo điếu đóm chăm sóc thêm. Bởi vì đi diễn dài ngày mà. Còn bố thì ở nhà nhưng mà sẽ về vào cái dịp trước Tết Nguyên Đán gần sát Tết. Thì Dương nghĩ là mỗi năm thì cái mùa Giáng sinh ấy thì bao giờ cũng là cái thời điểm mà cả gia đình đều quây quần bên nhau. Và cũng nhìn lại cái chặng đường cái năm qua thì cả gia đình đã cùng chứng kiến những cái hoạt động cũng như là những cái gì đã xảy ra trong gia đình và ngồi ôn lại những cái kỷ niệm đó. Thì Dương nghĩ rằng nó là một cái mùa rất là ấm áp. Và năm nay thì tuy là đi diễn xa nhưng mà Dương nghĩ rằng cũng một cái dịp để Dương được chứng kiến tận mắt cái không khí Giáng sinh ở châu Âu. Và lúc này đây chương trình được phát sóng vào dịp Giáng sinh và chắc chắn các bạn khán giả rất muốn được nghe một lời chúc từ anh. Và anh có thể lời chúc các bạn khán giả được không? Xin chúc cho tất cả quý vị khán giả của Blog TV một năm mới cũng như một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, thật là vui và hạnh phúc bên những người thân của mình. Và Linh Chi cũng như mọi người thực hiện cảm ơn anh Tùng Dương đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay và cũng xin được chúc anh có một Giáng sinh vui vẻ bên gia đình mình và luôn luôn thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Xin cảm ơn anh rất nhiều. I've added up my life in stages where 10,000 people watching and but we are alone now and I'm singing this song for you.